Thượng Dương được gửi lời chào yêu thương nhất cũng như những lời chúc tốt đẹp và yêu thương nhất đến với tất cả quý khán thính giả tại thành phố Diễm Dương mới bay qua đến Houston mà bay không phải là từ California mà bay thẳng từ Việt Nam, bởi vì là Diễm Dương về Việt Nam diễn, sau đó là bay thẳng qua đây để cho kịp show của tối nay. Lúc mà mới qua thì thực sự Diễm Dương rất là mệt, nhưng mà khi ngồi trên khán cà nhìn thấy tất cả các khán giả ở dưới đây, tất cả mọi người nhảy rất là sung, và phải nói rằng gặp gỡ mọi người là những cái mệt mỏi cổ xương nó đã bay tiêu mất rồi. Vì vậy thì nói là khán giả Houston là một trong những khán giả đặc biệt là Baby Club. Lúc nào Diễm Dương đến, Diễm Dương cũng cảm nhận được sự gần gũi cũng như là sự ủng hộ rất là nồng nhiệt từ quý vị ở đây. Một lần nữa, chúc phép Diễm Dương được gửi tiếng hát của mình đến với quý vị và mong rằng tới hôm nay chúng ta sẽ dành trọn hết cho nhau. Diễm Dương sẽ hát và mong rằng quý vị sẽ ra sân nhảy được không ạ? Thank you rất là nhiều. Thank you so much for coming out tonight.
thứ ngàn tìm một cung tình ca Lam Phương cùng hát live ca khúc của Mai Tinh biến tình của nhạc sĩ Lam Phương sẽ mời quý vị cùng dành một tình tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.